Trưng. Em xin được gửi tới liên hoan đồng ca, hợp xướng và mỗi tập thể thiếu nhi thủ đô năm 2024 lời chào trân trọng nhất. Chúc liên hoan thành công tốt đẹp. Ngày hôm nay, đội tuyển quận Hai Bà Trưng chúng em xin được gửi tới liên hoan chương trình nghệ thuật mang chủ đề Thăng Long Hà Nội viết tiếp trang sử vàng tương lai, bao gồm các tác phẩm múa tập thể Tự Hào Thủ Đô Mến Yêu, biên đạo múa Thu Trang, hợp xướng Hát Với Thăng Long Hà Nội, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã, âm vang khúc hát thiếu nhi thủ đô, sáng tác nhạc sĩ Huyền Trang, chỉ huy hợp xướng Khánh Phương, hòa âm phối khí Việt Thắng, dàn dựng hợp xướng Ngân Hà, kịch bản và đạo diễn Hoàng Hiệp. Và sau đây, chương trình của chúng em xin phép được bắt đầu. Thank you.
mở nước, dựng hoàng thành, dựng hùng khí Thăng Long. Ngàn năm sau, con cháu ta giữ nước, vẫn còn nguyên.